khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghệ hỗ trợ sớm gỡ khó để doanh nghiệp bất động sản bất phá ngân hàng trung ương anh bơm hàng trăm tỷ bảng cứu kinh tế anh Kính chào quý vị, vừa rồi là những nội dung chính có trong bản tin kinh tế và tài chính cuối tuần hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi với những tin tức được cập nhật. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Công Thương phối hợp và Tổ chức tài chính quốc tế, gọi tắt là IFC thuộc nhóm ngân hàng thế giới, với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Australia, Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ vừa tổ chức lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Đến nay, cục công nghiệp đã cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về các doanh nghiệp, gồm có 500 doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, 347 doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô, 750 doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử. 1.145 doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may và 910 doanh nghiệp trong lĩnh vực da dày. Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ là dấu mốc quan trọng nhằm giải quyết nhu cầu hình thành mạng lưới kết nối trong nước và nước ngoài, giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, đáp ứng nhu cầu kết nối, đầu tư, tăng cường cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp FDI, các tập đoàn đa quốc gia. Trong bối cảnh hiện nay, khi dịch Covid-19 đang tác động mạnh mẽ đến các chuỗi giá trị toàn cầu, sự ổn định nguồn cung và năng lực của các nhà cung cấp địa phương trở nên hết sức quan trọng. Luật chứng khoán mới được Quốc hội thông qua cuối năm 2019 được kỳ vọng sẽ giải quyết những bất cập hiện nay của thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, có phần phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Thưa quý vị, đây là nội dung của Hội nghị phổ biến luật chứng khoán năm 2019 do Quỹ ban chứng khoán nhà nước tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường chứng khoán Việt Nam những năm qua đã phát triển nhanh chóng và tương đối ổn định cả về quy mô và giá trị, trở thành kênh quy động vốn chung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, có phần cải thiện tính thanh khoản của thị trường và quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuận lợi, minh bạch. Tuy nhiên, sự phát triển vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng do các hạn chế bất cập của luật chứng khoán cũ không còn phù hợp với đòi hỏi thực tiễn và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Luật chứng khoán mới năm 2019 kế thừa điều chỉnh và bổ sung luật chứng khoán cũ, khắc phục bất cập, luật trầm luật, loại bỏ các quy định không còn phù hợp và luật quá một số quy định hiện hành, làm cơ sở để thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững và minh bạch, góp phần đưa thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp cận với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và xu hướng 4.0 hiện nay. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 19 quy định về việc thu phí dịch vụ dụ, sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng việc thu phí điện tử không dừng phải đảm bảo nguyên tắc tăng cường hiệu quả minh bạch và hiện đại quá công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ bảo đảm quyền thu phí của nhà đầu tư theo hợp đồng dự án đã được ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo đảm yêu cầu về kết nối liên thông giữa các hệ thống thu phí điện tử không dừng giữa hệ thống thu phí một dừng với hệ thống thu phí điện tử không dừng tại từng trạm và toàn bộ hệ thống Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng. Trong quyết định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hệ thống thu phí điện tử không dừng phải được thiết kế, lắp đặt, xây dựng đồng bộ trên toàn quốc, bảo đảm vận hành liên tục, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả và an toàn. Bộ Tài chính vừa có đề xuất Thủ tướng Chính phủ tiếp tục mở rộng đối tượng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020, đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 200 người. Theo văn bản trên, Bộ Tài chính cho biết ngoài mục tiêu hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thì dự thảo nghị quyết còn góp phần thực hiện mục tiêu về hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân. Ngoài ra, diễn biến dịch COVID-19 khó lường và chưa dự báo được thời điểm kết thúc trên thế giới, dự kiến sẽ dẫn ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực của Việt Nam. Việc thực hiện mở rộng đối tượng giảm thuế nêu trên dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước năm nay khoảng 22.440 tỷ đồng, tăng thêm hơn 6.000 tỷ đồng so với không thực hiện mở rộng đối tượng. Dù đông xuân này, toàn dùng Tây Nam Bộ đã xuống giống khoảng 1,6 triệu hecta lúa, giảm 68.500 hecta so với vụ trước. Song năng suất lúa đạt 68,54 tạ một hecta, tăng 1,23 tạ 1 hecta. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, sản lượng lúa cả nước đạt 20,2 triệu tấn, qua đó đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước và một phần xuất khẩu. Trong 6 tháng cuối năm, toàn bộ lúa vụ hè thu, vụ mùa, vụ thu đông, cả nước sẽ được thu hoạch sản lượng dự kiến 23,4 triệu tấn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu các địa phương khuyến cáo người dân gieo cấy đúng khung thời vụ, cơ cấu giống lúa phù hợp dùng đất, thực hiện các giải pháp kỹ thuật phòng chống sâu bệnh nhằm duy trì diện tích năng suất lúa đạt mức tốt nhất có phần bảo đảm an ninh lương thực và gia tăng xuất khẩu thưa quý vị với hơn 15.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản nhưng năm 2019 ngành xây dựng thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng trưởng 1% và tỷ trọng đóng góp cho GDP của ngành bất động sản thuộc hàng thấp nhất trong 9 ngành dịch vụ số lượng dự án được triển khai chậm đáng kể điều này cho thấy có rất nhiều khó khăn đang đặt trên vai các doanh nghiệp bất động sản và cần được tháo gỡ sớm để bứt phá dâng lên tương xứng với tiềm năng vốn có. Đây là một trong các dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 930 căn hộ phục vụ công nhân lao động, người có mức thu nhập thấp, được khởi công xây dựng từ năm 2017 đến nay đã 3 năm. Mặc dù đã được cấp phép xây dựng nhưng chưa được ban hành quyết định miễn tiền sử dụng đất, việc chậm trễ đã khiến doanh nghiệp gặp khó khăn. Khi không có quyết định miễn tiền đất, chúng tôi không thể nào vay ngân hàng được, không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không thực hiện được bất kỳ thủ tục gì tiếp theo mặc dù chúng tôi đã xây dựng xong. Một cái khó nữa mà các doanh nghiệp bất động sản đang phải đối mặt được kể đến là 6 bước thực hiện dự án bất động sản theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Để hoàn tất cả thủ tục có thể mất tới 5 năm và trong suốt quá trình này doanh nghiệp sẽ bị chôn vốn, chi phí đầu tư, chi phí quản lý tăng lên đều được tính vào giá bán và người mua nhà sẽ gánh chịu khoản này. Chúng tôi cộng lại cái thời gian do chính sở xây dựng là trình Ủy ban dân phố thì tổng thời gian đó là 247 ngày làm việc mà thời gian này là chưa bao gồm thời gian thủ lý hồ sơ của Sở Tài nguyên Môi trường là một cái sở cực kỳ quan trọng trong quá trình tính tiền sử đất. Chưa tính thời gian của cả Sở Tài chính, của cục thuế và của văn phòng ủy ban dân phố. Cắt giảm thủ tục. Cái này là nào cần thiết thì giữ hoặc là giảm lại cái cái độ khó tức là cũng phải làm cái, cái công đoạn đó nhưng mà nó giảm khó đi thứ hai nữa là cái nào thấy thật sự không cần thiết mạnh dạn cắt bỏ không ảnh hưởng gì đến chất lượng công trình xây dựng không ảnh hưởng gì đến thị trường bất động sản với hơn 15.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản nhưng năm 2019, ngành xây dựng thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng trưởng 1% và tỷ trọng đóng góp cho GDP của ngành bất động sản thuộc hàng thấp nhất trong 9 ngành dịch vụ. Trong năm qua chỉ có 4 dự án nhà ở thương mại được công nhận chủ đầu tư, giảm 24 dự án so với năm 2018. Ngoài ra, chỉ có 47 dự án được xác nhận đủ điều kiện quy đồng vốn giảm 30 dự án. Phó Chủ tịch Ban Nhân phố phụ trách đô thị định kỳ hàng tuần họp để xem xét, tiếp xúc và lắng nghe với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để xem xét và từ đó định hình được các khó khăn vướng mắt và xác định được là cái trách nhiệm tháo gỡ khó khăn vướng mắt trực thuộc sở ngành nào để làm cái cơ sở tổng hợp giải quyết và có khoảng vướng mắt thì báo cáo bằng nhìn phố. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều phương án hỗ trợ tập trung phát triển doanh nghiệp bất động sản, vẫn là một trong những ngành kinh tế chủ đạo của thành phố. Trong đó phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý các vấn đề nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trên cơ sở đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển đúng như tiềm năng vốn có. Tin kinh tế tài chính thế giới Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương Anh gọi tắt là BOE thông báo sẽ bơm thêm 100 tỷ bản Anh, tương đương 126 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ nền kinh tế đang chịu tác động của đại dịch COVID-19. Với số tiền mà BOE sẽ bơm thêm nói trên tổng số tiền 745 tỷ bản thông qua chương trình nới lỏng định lượng, gọi tắt là QE đang được đổ vào nền kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng sau những cú sốc kinh tế như khủng hoảng tài chính toàn cầu, bất ổn về Brexit và đại dịch COVID-19. BOE cho biết các nhà hoạch định chính sách đã nhất trí mở rộng chương trình nới lỏng định lượng và quỹ ban chính sách tiền tệ cũng giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục là 0,1%. Động thái mở rộng chương trình QE là điều đã được các nhà phân tích nhận định trước đó sau khi kinh tế giảm 20% trong tháng 4 trong bối cảnh lệnh phong tỏa toàn quốc được thực hiện từ ngày 23 tháng 3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của BOE tin rằng nền kinh tế sẽ phục hồi khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng. Trong báo cáo kinh tế tháng 6 được công bố ngày 19 tháng 6, chính phủ Nhật Bản cho biết nền kinh tế nước này đã gần như ngừng suy giảm. Sau khi nhận định nền kinh tế đang suy giảm nhanh chóng trong báo cáo tháng 5, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2018, chính phủ Nhật Bản nâng mức đánh giá đối với nền kinh tế. Trước sự cải thiện trong hoạt động tiêu dùng tư nhân cùng với tiến trình mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế trên khắp cả nước, văn phòng nội các Nhật Bản cho biết kinh tế Nhật Bản vẫn trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng do dịch COVID-19 nhưng gần như đã ngừng suy giảm. Tuy nhiên, báo cáo cho biết dù nền kinh tế được dự đoán sẽ phục hồi phần nào trong ngắn hạn nhờ những biện pháp kích thích của chính phủ và việc mở cửa trở lại nền kinh tế, nhưng vẫn cần chú ý đến xu hướng lây nhiễm dịch bệnh trong nước và quốc tế, cũng như những biến động trên thị trường tài chính toàn cầu. Bộ Thương mại Trung Quốc vừa công bố bản dự thảo sửa đổi về đầu tư chiến lược nước ngoài vào các công ty niêm yết của nước này. Bản dự thảo sửa đổi hạ thấp các yêu cầu về tài sản cho đầu tư. Theo đó, Trung Quốc quy định các nhà đầu tư nước ngoài hoặc phải sở hữu ít nhất 50 triệu đô la Mỹ hoặc quản lý không dưới 300 triệu đô la tài sản để có thể tham nhập thị trường Trung Quốc so với các mức hiện tại lần lượt là 100 triệu đô la và 500 triệu đô la Mỹ. Dự thảo sửa đổi đồng thời giảm thời gian đầu tư dài hạn đối với cổ phiếu của các cổ đông nước ngoài từ 3 năm xuống 12 tháng, gỡ bỏ giới hạn nắm giữ đầu tư chiến lược nước ngoài ở cổ đông, đồng thời mở rộng các kênh đầu tư Dự thảo sửa đổi nói trên là một phần trong nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm hỗ trợ sự tham gia chủ động của nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường tài chính nước này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế tài chính cuối tuần hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.